Có lẽ mỗi lần nhắc đến châu Phi, hầu hết ai cũng bất giác nghĩ về châu lục của cái nóng kỷ lục bao trùm, nạn hạn hán triền miên cùng đời sống người dân chẳng mấy dễ dàng. Rõ ràng lục địa đen hiện ra trước mắt chúng ta là bức tranh không hề dễ chịu một chút nào. Nhưng bạn nghĩ sao về một đất nước tại châu Phi nhưng có tuyết phủ quanh năm? Thậm chí đất nước này sở hữu một danh xưng nghe rất mỹ miều, vương quốc trên trời. Chẳng phải là một loại địa danh trong những câu chuyện thần thoại, mà nó hoàn toàn có thật. Nơi đó có tên là Lesotho. Quốc gia châu Phi này có tên tiếng Anh đầy đủ là Kingdom of Lesotho, tạm dịch là Vương quốc Lesotho, có thủ đô là Maseru và đây cũng là thành phố lớn nhất. Lesotho đã giành được độc lập từ Vương quốc Anh vào năm 1966 sau 100 năm bị chiếm làm thuộc địa. Dẫu vậy, hiện tại Lesotho vẫn là thành viên của khối thịnh vượng chung của Vương quốc Anh. Lesotho được lãnh đạo bởi chế độ quân chủ lập hiến, đứng đầu nhà nước là quốc vương, còn đứng đầu chính phủ là thủ tướng. Về bầu cử, họ theo chế độ quân chủ cha truyền con nối, nhưng theo hiến pháp có hiệu lực sau cuộc bầu thử tháng 3 năm 1993, quốc vương là tượng trưng cho sự thống nhất của quốc gia và thường không có tác động đến chính trị. Người lãnh đạo của đảng đa số trong hạ viện tự động trở thành thủ tướng. Giáo dục ở Lesotho không được chú trọng nhiều, thậm chí ở bậc tiểu học, các em nhỏ cũng không bắt buộc phải đến trường. Đặc biệt là các vùng nông thôn có rất ít trường học và trẻ em tham gia vào việc trồng trọt và chăn nuôi, tự cung tự cấp, đặc biệt là các bé trai. Nhưng Lesotho tự hào là một trong những nước có tỷ lệ biết chữ cao so với các quốc gia khác ở châu Phi. Khoảng 85% người dân biết chữ, họ chủ yếu dùng tiếng Anh và tiếng Sotho làm ngôn ngữ chính. Về dân số, Lesotho có khoảng hơn 2.160.000 người, theo số liệu từ năm 2021. Thực tế, từ khi bước sang thế kỷ 21, vương quốc của bầu trời luôn giữ mật độ dân số của mình trên dưới 2 triệu, cho dù phụ nữ ở đây sinh con sớm và nhiều. Một phần vì diện tích quốc gia khá nhỏ, còn lại là do tỷ lệ tử vong cao và HIV khiến họ không thể phát triển dân số cao hơn. Dù tránh được hầu hết những dịch bệnh mà các nước châu Phi lân cận thường mắc phải như tọa lạc ở độ cao khiến virus phải chào thua, tuy nhiên chính địa hình hiểm trở lại dẫn đến cơ sở hạ tầng, hệ thống phúc lợi kém phát triển, nên Lesotho không thể khiến các chương trình khai thác giáo dục bảo vệ người dân khỏi bệnh tật nói chung và HIV nói riêng. Chính vì lẽ đó mà Lesotho ghi nhận tỷ lệ người nhiễm HIV trong độ tuổi 15 đến 30, chiếm hơn 1/3 tuổi thọ trung bình của Lesotho. Bên cạnh đó, quốc gia này còn đứng top thế giới về tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng đạt mốc 29%. Về mặt địa lý, Lesotho không chỉ là quốc gia nằm sâu trong đất liền, mà còn là thành viên duy nhất của Liên Hợp Quốc có lãnh thổ lọt thỏm trong lãnh thổ của các quốc gia khác. Nói đúng hơn thì Lesotho bị bọc lại bởi Nam Phi, giống như một tỉnh không giáp biển của Nam Phi. Nhưng là một quốc gia độc lập hoàn toàn với lãnh thổ 30.355 cây số, ngang diện tích với Bỉ và bằng 1/10 diện tích của nước ta. Trên thực tế, quốc gia châu Phi này không phải là đất nước duy nhất bị bao quanh bởi một quốc gia khác. Ở châu Âu, mà cụ thể là Italia, có San Marino và Vatican cũng được bọc lấy bởi lãnh thổ xứ sở mì ống. Cũng như các quốc gia ở khu vực Nam Phi, Lesotho cũng có nguồn kim cương cực kỳ dồi dào. Thế nhưng do địa hình cao chủ yếu là đồi núi, khiến kinh tế Lesotho phát triển chậm. Nền kinh tế chủ đạo của nước này là nông nghiệp với những ngành như là trồng trọt, chăn nuôi gia súc. Điểm ưu ái hiếm hoi mà thiên nhiên ban tặng cho quốc gia này chính là tài nguyên vàng trắng, thứ quý giá mà không phải quốc gia nào ở châu Phi cũng có, chứ đừng nói là dồi dào như Lesotho. Không phải là loại vật chất vàng trắng mà chúng ta thường hình dung đến, vàng trắng ở Lesotho chính là nước. Nhờ lượng mưa tương đối lớn hàng năm mà nhờ đó mà quốc gia này không thiếu nước quá nhiều như các quốc gia châu Phi khác. Thế nên bên cạnh việc phụ thuộc vào nông nghiệp, Lesotho còn có thể đẩy mạnh kinh tế bằng việc tận dụng nguồn nước phong phú để vừa phát triển thủy điện, vừa bán nước cho những quốc gia láng giềng. Hiện tại, Lesotho đang phát triển các dự án thủy điện quy mô lớn và nhỏ. 4 địa điểm đã được phát triển để hoạt động từ giữa những năm 1980 đến đầu những năm 1990. Vì nước mang lại giá trị tương đương với những vật chất lấp lánh khác, thế nên chẳng bất ngờ khi nước được mệnh danh là vàng trắng. Ở Lesotho còn có con đập Kaste nổi tiếng là tường đập cao lớn nhất ở châu Phi với chiều cao 185m. Con đập này cách mặt nước biển đến 2.000m. Nhờ ứng dụng kỹ thuật hiện đại mà dù được xây dựng vào năm 1900 mà đến nay nó vẫn thu hút rất nhiều người đến đây để xem nét độc đáo trong kỹ thuật xây đập. Con đập là kết quả của dự án nước cao nguyên Lesotho, một dự án song song giữa chính phủ Nam Phi và Lesotho. Nước được chuyển đến Nam Phi chỉ bằng trọng lực và chủ yếu được sử dụng ở tỉnh Gauteng. Điều hấp dẫn ở Lesotho chính là độ cao ở quốc gia này, và cũng chính là độ cao trên trời như vậy mà phần còn lại của thế giới đã đặt cho nó biệt danh Vương quốc của bầu trời. Lesotho nổi tiếng là quốc gia độc lập duy nhất trên thế giới nằm ở độ cao hoàn toàn trên 1.000m so với mực nước biển. Theo Just Fun Fact, hơn 80% lãnh thổ đất nước nằm trên 1.800m. Lesotho là quốc gia độc lập duy nhất trên thế giới nằm hoàn toàn trên độ cao hơn 3.300 feet,
tức 1.000m so với mực nước biển. Độ cao thấp nhất của đất nước này là ngã ba sông Makgeleng và sông Senqu gần biên giới Nam Phi, nằm ở độ cao 1.400m và điểm này vẫn cao hơn so với bất kỳ quốc gia nào khác. Điểm cao nhất là đỉnh núi Thabana, Nenjaya, đạt độ cao 3.482m. Chưa dãy núi nào Nam Phi đánh bại được nó về khoảng chiều cao. Thêm vào đó, 80% diện tích của Lesotho nằm ở trên độ cao 1.800m, qua đó biến biệt danh vương quốc của bầu trời của quốc gia châu Phi này càng thêm phần chính xác. Khí hậu tại Lesotho quanh năm mát mẻ, thậm chí nếu so sánh với những quốc gia cùng vĩ độ thì Lesotho vẫn mát hơn nhiều nhờ độ cao đặc biệt mà nơi này tọa lạc. Thậm chí vào mùa hè, người dân nơi đây còn được chứng kiến những cơn mưa dưới dạng giông bão. Nhờ thế mà tại vương quốc của bầu trời, vào mùa hè không quá nóng, đơn cử như ở thủ đô Maseru cùng các vùng đất thấp xung quanh, nhiệt độ cao nhất chỉ đến 30 độ C. Mùa đông có thể lạnh với các vùng đất thấp xuống âm 7 độ C và vùng cao có lúc xuống âm 18 độ C. Trong khoảng thời gian này, tuyết phủ trắng xóa ở các sa mạc và thung lũng thấp từ tháng 5 đến tháng 9. Những đỉnh núi cao hơn có thể có tuyết rơi quanh năm. Cần phải nói thêm rằng tuyết ở các nước châu Phi không hề hiếm gặp như chúng ta vẫn lầm tưởng. Mới năm ngoái thôi, sa mạc lớn nhất thế giới nổi tiếng với sự khô cằn cùng nhiệt độ lên đến 58 độ C đã chứng kiến tình trạng lớp tuyết rơi dày chục cm. Tuy nhiên, Lesotho là quốc gia châu Phi duy nhất có phần lãnh thổ bị tuyết bao phủ quanh năm và thậm chí có bão tuyết xảy ra ở vùng núi. Do đặc điểm địa hình cao, nhiệt độ mùa đông tại nơi này rơi vào khoảng âm 16 độ C, tạo nên khung cảnh khác lạ với những dãy núi phủ đầy tuyết trắng, nhưng tạo nên một dấu chấm trắng đặc biệt ở khu vực Nam Phi, khi xung quanh chỉ là cát và thảo nguyên. Là quốc gia duy nhất ở châu Phi có tuyết bao phủ quanh năm, Lesotho thật sự đã tạo nên sự khác biệt. Điểm thu hút độc nhất ở đây chính là có khu nghỉ mát trượt tuyết cao nhất ở châu Phi có tên là Afriski. Khu trượt tuyết Afriski ở trên dãy núi Maluti cao hơn 3.000m so với mực nước biển. Ở đây có thể chứa khoảng 320 người và cung cấp một dốc trượt tuyết dài 1 cây số, dốc dành cho người mới bắt đầu và hoạt động trong những tháng mùa đông. Còn nếu bạn lỡ đến đây vào mùa hè thì cũng đừng lo, nơi đây vẫn sẽ cung cấp cho bạn những hoạt động vui chơi giải trí khác, từ đạp xe, leo núi, đi xe máy địa hình có hướng dẫn viên, bắn súng sơn, đi bộ đường dài, chạy đường mòn. Độ cao ngoạn mục ở nơi đây cũng sẽ thỏa lòng của những con người có máu mạo hiểm. Hay chí ít, nếu bạn ở Nam Phi và cần một nơi rét run người thì Lesotho là điểm đến khó bỏ qua. Có thể nói Lesotho đã vẽ ra một bức tranh hoàn toàn khác với suy nghĩ thường thấy của chúng ta về một châu Phi khô cằn và khắc nghiệt. Nếu có cơ hội, hãy đến với đất nước này để trải nghiệm cảm giác đứng ở độ cao hơn 1.000m giữa cơ man là tuyết trắng xóa nhé. Cách mua chuyện bí ẩn ozone dễ nhất bằng WeScan. Đầu tiên hãy truy cập vào đường link mà mình đã chia sẻ trên các hệ thống của bình luận viên Anh Quân. Đối với máy tính, các bạn hãy đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản WeScan đã có sẵn. Nếu chưa đăng ký tài khoản WeScan, mọi người có thể link với Facebook hoặc Gmail để đăng ký nhé. Còn nếu bạn muốn đặt mua qua điện thoại, hãy truy cập đường link bằng cách sao chép đường dẫn tới trình duyệt ghép có sẵn trên điện thoại như Safari, Internet. Sau đó bạn có thể đăng nhập tài khoản có sẵn hoặc đăng ký một tài khoản mới qua Facebook hoặc Gmail. Tại đường link vừa truy cập, bạn có thể dễ dàng đặt mua chuyện dễ dàng theo số lượng mong muốn bằng cách lựa chọn như trên hình. Sau khi đã ấn chọn mua, hãy vào giỏ hàng của bạn để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp cùng địa chỉ nhận hàng nhé. Bạn có thể sử dụng ví WeScan siêu tốc, quét QR code VNPay hoặc thanh toán khi nhận hàng để có được bản pre-order đặc biệt của tập 1 bộ truyện tranh Bí ẩn Ozone nhé. Chúc mọi người thành công!